Thời điểm này thì học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đã hoàn thành đăng ký nhập học tại các trường đại học và cao đẳng. Năm nay cả nước có hơn 1 triệu thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có hơn 500.000 thí sinh đã xác nhận trúng tuyển vào đại học trong nước. Ngoài ra, số thí sinh chọn đi du học tăng hơn nhiều so với thời điểm trước và trong đại dịch. Em Khương quê ở Vĩnh Long, vừa tốt nghiệp lớp 12 đủ điểm vào các trường đại học trong nước. Thế nhưng, cùng với nhiều học sinh khác, em quyết định học thêm ngoại ngữ mới và tìm kiếm cơ hội trúng tuyển vào một trường đại học ở nước ngoài. Sau khi thi tốt nghiệp xong, em tính đi là ngành quản trị kinh doanh mà chuyên về marketing. Vì tại vì nếu mà mình có về Việt Nam thì mình cũng dễ xin việc làm. Du học bên nước ngoài nó cũng bằng với số tiền mình học đại học ở trong nước, nên với lại ở nước ngoài mình học được thứ tiếng mới, và qua bên đó em cũng có ý định là học ngôn ngữ tiếng và học ngành kinh doanh luôn. Theo các doanh nghiệp tư vấn du học, sau 2 năm dịch bệnh rất khó khăn đi du học các nước, năm nay số lượng học viên tăng lên 3 đến 4 lần so với thời điểm trước và trong dịch. Nhu cầu du học tại các quốc gia châu Á có nền giáo dục phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore hay các quốc gia phát triển kinh tế tại châu Âu. Đặc biệt so với những năm dịch 2020 và 2021 thì cái số lượng nó tăng lên đột biến là khoảng đến 4 đến 5 lần. Theo các chuyên gia dự báo nguồn nhân lực, để du học sinh có thể theo đuổi tới cùng sự lựa chọn học đại học hoặc chọn học nghề tại nước ngoài, việc hướng nghiệp để giúp các em lựa chọn đúng năng lực sở trường sẽ hạn chế tình trạng chuyển ngành nghề giữa chừng.